Thời buổi này mà vẫn phải bốc thăm xin học cho con, đây là câu cảm thán đáng buồn mà nhiều người chắc vẫn phải thốt lên. Thế nhưng chuyện dở khóc dở cười đó lại đang diễn ra rất phổ biến ở các trường mầm non, nhất là mầm non công lập và bán công ở Hà Nội. Tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, nhiều ý kiến đã đề cập khá gay gắt đến thực trạng quy hoạch trường lớp thiếu đồng bộ của Hà Nội. Hệ quả là nhiều trường mầm non không còn cách nào khác là đành phải lựa chọn phương án là bốc thăm như là một giải pháp cuối cùng. Nếu không có bảng thông báo tuyển sinh thì ai đến trường mầm non thực hành Linh Đàm hôm nay cũng đều nghĩ đây là một buổi bốc thăm trúng thưởng. Có điều, phần thưởng lại là những suất học vào trường, 40 chỉ tiêu dành cho các bé sinh năm 2015. Không cần đúng tuyến, không yêu cầu phải có hộ khẩu Hà Nội, thế nên không lạ khi có cả trăm phụ huynh đến tìm vận may. Khó thì đại học em ạ. Cơ hội đánh cược vào lá phiếu thì đúng là chỉ trông cậy vào may mắn. Ôi chị vui quá. A Di Đà Phật, xin đó là cái ô rồi may rồi. Ông ơi, cháu không may mắn nhá. Trúng tuyển ơi. Cảm ơn nhà trường tổ chức rất chặt chẽ. Tôi chưa thấy tổ chức chặt chẽ như thế này. Tôi mừng lắm mà cháu tôi trúng tuyển, tôi mừng lắm. Niềm vui của người này lại là nỗi thất vọng của người kia. Khi số phiếu càng ít, đồng nghĩa với việc cơ hội trúng tuyển lại càng mong manh. Dân số ngày càng đông đã thực sự tạo một áp lực nặng nề lên các trường công, đặc biệt là các trường mầm non công lập. Tại các khu đô thị thì hầu hết các trường mầm non công lập đều phải tính tới phương án bốc thăm. Theo như thông báo của trường mầm non này, và nếu không nằm ngoài dự kiến thì trong một tuần nữa trường cũng sẽ tổ chức bốc thăm. Rõ ràng, việc có một suất để vào trường mầm non công lập ở Hà Nội là điều không hề dễ dàng.